Sau khi đặt xuống cầm, cầm bị co rút, nhăn nheo khi cử động miệng thì phải làm sao? Hai hai, lại là bác sĩ Thảo đây. Đây là một vấn đề rất thường gặp ở các trường hợp mà các bạn sử dụng phương pháp là đặt sụn cầm. Bởi vì phương pháp này, bác sĩ sẽ phải bóc tách cái khoang để đặt cái sụn cầm vào. Và khi bóc tách như vậy là phải làm rách cái cơ cầm ở đây để đặt cái sụn vào sát cái xương cầm. Ha. Và như vậy thì cơ cầm bị tổn thương và có khả năng bị đứt gãy. Một phần là cái sụn sẽ độn lên, nó sẽ tạo ra độ căng trên cái cơ vùng cầm này. Do đó khi mà lành vết thương, chúng ta cử động miệng, chúng ta sẽ thấy những cái nhăn nhấm hoặc thậm chí nó thể gây méo mó như thế này khi mình nói chuyện. Thì trường hợp đó xảy ra rất là thường xuyên. Và để xử lý vấn đề, chúng ta có hai cách. Một là các bạn có thể tiêm Botox vô đây, để cho cái cơ đó nó liệt đi, nó không co rút đi. Thì chúng ta cử động, khi chúng ta nói chuyện nó không có nhăn nữa. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế, đó là nó ảnh hưởng đến cái sự kéo của cái mô dưới. Là bởi vì nó sẽ làm cho cái nụ cười của chúng ta không có được tươi. Ví dụ như vậy, khi chúng ta cười, cái cơ cầm nó không có kéo cái mô dưới xuống dưới, cho nên nó sẽ tạo ra cái nụ cười kiểu này. Anh cười nó cứ như vậy nè, cái miệng nó bành bành á ha. Còn nụ cười tự nhiên là cái môi nó phải đi xuống thì nó tạo ra cái nụ cười nó thoải mái hơn, nó tươi hơn ha. Do đó là đó cũng là một cái khuyết điểm của cái việc là chúng ta dùng Botox để kiểm soát cái sự nhăn co rút cơ vùng cầm. Còn cách tốt nhất là nếu chúng ta khó chịu về cái chuyện là nhăn nhúm co rút méo mó cái vùng cầm khi chúng ta cười và nói chuyện, thì chúng ta buộc phải tháo bỏ cái sụn này đi và phải đợi một tháng cho cái khoang đặt sụn đó nó liền lạc trở lại. Và các bạn có thể sử dụng phương pháp là tiêm mỡ từ thân. Thứ nhất, tiêm mỡ từ thân có tác dụng là làm mềm những cái dải xơ co rút do cái phẫu thuật trước đó, và nó làm cho cái cầm nó bớt cái sự tạo xơ xẹo đi, nó làm mềm các cái dải xơ xẹo. Thứ hai nữa là khi mình dùng phương pháp tiêm mở từ thân, mình có thể điều chỉnh cái sự đầy, cái sự dài của cầm một cách tốt nhất, tức là cái sự liên kết giữa hàm và cầm và hàm và má cầm một cách liên lạc nhất, tức là mình tạo cái khối thống nhất giữa má cầm và hàm, nó trở nên liên kết với nhau, thì nó sẽ tạo ra cái cầm nó tự nhiên và thoải mái hơn. Và chắc chắn khi chúng ta dùng phương pháp đó, chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái việc nó bị co rút nhăn nhúm ở cái vùng cầm như thế này. Theo tôi đó là một giải pháp tốt nhất khi chúng ta bị nhăn nhúm và co rút cơ vùng cầm khi cử động miệng. Sau khi các bạn đặt sụn cầm thì nó không thể nào tạo một cái vẻ đẹp tự nhiên, và kiểu như là nó là một cái lỗi khuyết điểm mà tự nhiên mình nói chuyện mà nó cứ nhăn nhúm ở đây, nó sẽ rất là xấu. Nên là tôi khuyên chân thành là các bạn nên xử lý nó đi, chứ không nên vì tiếc cái sụn đặt vào mà không có tháo bỏ sụn. Các bạn hơi tốn thời gian một chút, nhưng mà sau đó các bạn sẽ vô cùng thoải mái với cái quyết định đó của mình nhé.